Tiếp tục đến với nội dung bộ phim Đấu Phá Thương Khung. Ở tập trước, Vẫn Lạc Tâm Viêm tiếp tục muốn phá phong ấn. Thân thể nó liên tục đâm vào tòa tháp, khiến cho thiên phần luyện khí tháp rung lắc kịch liệt. Đám người Hắc Sắc Vực sau khi nhìn thấy được bản thể của dị hỏa cũng bất ngờ, vậy mà nó lại tiến hóa gần như thực thể. Hàn Phong cũng không giấu nổi kinh ngạc, không ngờ nó đã ngưng tụ ra linh trí. Đại trưởng lão ra lệnh cho các trưởng lão kết trận, đem thực lực gia trì và thiên phần luyện khí tháp. Hàn Phong cũng không tiếp tục tấn công mà thu hồi lực lượng rồi đứng quan sát. Đây là thời cơ tốt để đánh tan đám trưởng lão kia. Hắn ta cảm thấy không cần vội, trải qua trận đại chiến vừa nãy, những trưởng lão này đã tiêu hao không nhỏ. Trái lại thì dị hỏa đang rất sung sức, muốn phong ấn nó lại một lần nữa cũng không dễ dàng như vậy. Có thể chờ bọn họ lưỡng bại câu thương rồi ra tay đoạt dị hỏa. Mục đích của hắn chỉ là nhắm vào dị hỏa, cũng không muốn kết mối thù sống chết với già năm học viện. Ban nãy thì cảm thấy đáng tiếc, đám trưởng lão kia rất đáng ghét, bây giờ có cơ hội để học viện tổn thất, tự bỏ thì thật là đáng tiếc. Chỉ có điều nội tình của già năm học viện rất mạnh. Nếu quả thật khiến cho hơn nửa trưởng lão tử thương thì e rằng cường giả lánh đời trong học viện tuyệt sẽ không tham. Hàn Phong nhìn về phía Tiêu Viêm dự đoán. Tiểu tử này có thể chiến thắng Phạm Lầu, cho dù loại bỏ nguyên nhân thuộc tính tưởng khắc thì thực lực cũng khoảng ngũ tinh đấu hoàng. Sau này phải tìm hiểu kỹ càng rồi thừa cơ cướp lấy dị hỏa mới được. Tiêu Viêm cũng nhìn về phía Hàn Phong, dược lão nhắc nhở không được nóng vội, bên cạnh tên đó có không ít cường giả. Cho dù thi triển sức mạnh của lão đến cực hạn thì cũng không có ưu thế. Tuy tên kia chỉ tu luyện được tàn quyền phần quyết, vậy nhưng sự mạnh mẽ sau khi phần quyết thôn phệ dị hỏa là không thể khinh thường. Trừ phi Tiêu Viêm đạt tới đấu vương, nếu không thì đừng đấu chính diện với gã ta. Nghe vậy Tiêu Viêm liền từ bỏ, bây giờ không phải là lúc làm theo cảm tính. Mấu chốt bây giờ chính là thu phục được Vẫn Lạc Tâm Viêm để mau chóng tiến vào đấu vương. Phía Hàn Phong cũng kiên quyết phải lấy được dị hỏa. Nếu có thể luyện hóa thì nhất định có thể đột phá vách ngăn đấu hoàng để tiến vào đấu tông. Tuy đã rất cố gắng, vậy nhưng cuối cùng, các trưởng lão vẫn không thể làm gì được, hơn là đứng nhìn kết giới bị tàn vỡ. Vẫn Lạc Tâm Viêm xông phá thành công kết giới, nó gầm lên một tiếng bạo phát ra vô số cuồng phong, kèm theo đó là nhiều luồng hỏa diễm trút xuống bên dưới. Lúc này, dị hỏa đã nằm trước tầm mắt của tất cả mọi người, đám người Hàn Phong vẫn đứng một chỗ quan sát. Trong khi đó, Vẫn Lạc Tâm Viêm lại quay đầu nhìn về phía Tiêu Viêm, hiển nhiên là ngửi được mùi dị hỏa và linh hồn thể của dược lão trên người nam chính. Vẫn Lạc Tâm Viêm được xếp thứ 14 trên dị hỏa bảng, được xưng là cỗ máy gian lận tu luyện, chỉ nhờ vào tâm hỏa rèn thể đã giúp cho rất nhiều học viên đột phá tu vi. Cho nên, nó là thứ khiến cho rất nhiều người tha thiết mơ ước. Tuy nhiên, Vẫn Lạc Tâm Viêm lại quá tham lam, nó vừa mới thoát ra liền muốn thôn phệ Tiêu Viêm và Hàn Phong. Vì đã có linh trí nên nó biết sau khi thôn phệ được hai cái dị hỏa sẽ khiến sức mạnh của nó tăng vọt. Tình thế bây giờ của hắn đã bị chuyển đổi, lúc đầu đóng vai người đi săn, vậy nhưng bây giờ lại trở thành con mồi. Dược lão yêu cầu hắn trước tiên đi ra ngoài, cách xa Vẫn Lạc Tâm Viêm trước đã. Vừa nói tới đây thì Vẫn Lạc Tâm Viêm đã gầm lên một tiếng, sau đó lấy đà lao lên tấn công đám người Hàn Phong. Bọn họ lập tức ngưng tụ ra kết giới, Hàn Phong cũng lên tiếng trấn an. Phạm Lão quá hoảng hốt, lão ta lấy lý do đã bị trọng thương, không thể giúp sức được nữa nên cáo từ rời đi. Điều này làm cho Hàn Phong tức giận không thôi, sau này đường hồng tìm hắn nhờ luyện đàn nữa. Vẫn Lạc Tâm Viêm há miệng phun ra một đoàn hỏa diễm tấn công đám người Hàn Phong. Năng lượng hỏa diễm của nó quá mạnh, dù đã hợp sức ngăn cản vậy nhưng cũng không thể chống cự được quá lâu. Cứ rằng có thế này thì bọn họ cũng không chịu nổi. Hàn Phong cũng biết chuyện này, hắn không thể để cho mấy lão già kia bỏ cuộc được nên lập tức đưa ra lời dụ dỗ. Điều kiện đàn dược mà bọn họ đã nói lúc trước, hắn sẽ cho thêm gấp đôi. Lời này lập tức khiến cho cả đám tiếp tục liều mạng chống cự, bọn họ cùng nhau gia tăng thực lực chống cự. Vẫn Lạc Tâm Viêm thấy không đánh thùng được cái mai rùa trước mắt nên tạm ngừng công kích. Chỉ nhân cơ hội giành tay này, Hàn Phong liền yêu cầu mọi người cùng nhau tấn công nó. Chỉ cần năng lượng của nó hao hết thì phần còn lại cứ giao cho hắn. Dứt lời, liền đồng loạt công kích, hai bên giao tranh kịch liệt. Tổ Thiên Đại trưởng lão và các trưởng lão khác không có dấu hiệu muốn động thủ ngăn cản, trước tiên cứ yên lặng theo dõi đã. Mục tiêu của dị hỏa là Hàn Phong, vậy thì để bọn hắn tranh đấu một trận. Trong thời gian đó, mọi người cứ tranh thủ khôi phục đấu khí để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. Tiêu Viêm cũng đứng yên một chỗ quan sát. Hiệp một giữa dị hỏa và cường giả Hắc Sắc Vực kết thúc. Hàn Phong lấy ra vũ khí là hai cây trường thường, phong nó về phía con hỏa long kia. Uy lực chiêu này vô cùng mạnh mẽ, Vẫn Lạc Tâm Viêm sau khi chúng chiêu liền rơi xuống bên dưới. Từng là dị hỏa đã bị trọng thương rồi nên mọi người được phen vui mừng. Vậy nhưng vừa cười được một cái thì đã phải giật mình vì dị hỏa vẫn toàn thầy. Thậm chí hành động bàn này đã chính thức chọc giận nó, khiến nó điên cuồng công kích. Hai tên cường giả không kịp tranh né nên bị trúng chiều, cơ thể bị đốt cho tan thành tro bụi. Hàn Phong vẫn nộ, hắn bộc phát hỏa diễm,
tập trung luồng hỏa diễm đánh về phía công kích đang lao tới. Ngăn chặn xong nguy hiểm liền không thấy dị hỏa ở đâu nữa. Quay nhìn về phía Tiêu Viêm, hắn ta cũng phẫn nộ, rõ ràng là tiểu tử đó cũng có dị hỏa. Ấy vậy mà tên xúc sinh kia cứ phải tìm tới hắn tấn công trước. Hắn vừa định yêu cầu Kim Ngân Nhị Lão giúp sức thì bọn họ đã từ chối. Hai đầu lĩnh của Hắc Sắc Vực cũng chủ động bỏ cuộc để giữ mạng, chuyện tiếp theo phải tự hắn nghĩ cách rồi. Dù rất tức giận, vậy nhưng Hàn Phong cũng không thể làm gì khác được. Bây giờ còn một mình hắn đối mặt với đầu hỏa long kia mà thôi. Hàn Phong buộc phải sử dụng thủ đoạn để chèn ép khí thế nó. Hắn lấy ra một bình đan dược rồi ném nó về phía Vẫn Lạc Tâm Viêm. Bổ một cái, không có vụ nổ khổng lồ nào xảy ra, mà chỉ có một tiếng va chạm nhỏ. Một đoàn sương lạnh bạo phát, khí lạnh đối lập với hỏa diễm nóng bỏng, coi như là khắc tinh của dị hỏa nên Vẫn Lạc Tâm Viêm lập tức bị chấn áp, luồng hỏa diễm nóng bỏng đã biến mất. Dược lão nhận ra sương lạnh đó chính là thiên hàn khí, mức độ hiếm có của thứ này cũng không kém hơn dị hỏa, chỉ tồn tại ở chỗ sâu nơi cực hàn và cũng chỉ có dị hỏa mới chống lại được. Dù có thể chống lại thì uy lực của dị hỏa cũng sẽ giảm đi nhiều. Vậy nhưng nếu Hàn Phong muốn thu phục nó thì vẫn cực kỳ khó khăn. Hàn Phong thì tin tưởng rằng tên kia chết chắc rồi, ngoan ngoãn khoanh tay chịu chết đi. Hắn nhanh chóng đánh ra một chiêu thẳng mặt đầu rồng khiến nó đau đớn, vùng vẫy thoát ra ngoài. Sau khi thoát được khỏi phạm vi của thiên hàn khí thì sức mạnh của dị hỏa lập tức được khôi phục. Hàn Phong nhanh chóng bị luồng hỏa diễm nóng bỏng bao vây. Bây giờ hắn ta đã không còn đường thoát ra nữa. Vẫn Lạc Tâm Viêm bất thình lình xuất hiện công kích. Hàn Phong lập tức giơ tay đón đỡ, thân thể bị đánh bay rơi xuống đất. Hạ gục được một người, nó liền chuyển mục tiêu về phía Tiêu Viêm. Dược lão nhắc nhở hắn mau chóng bỏ chạy, nên Tiêu Viêm cũng không dám đứng một chỗ nữa. Hắn sử dụng đấu kỹ Tam Thiên Lôi Động để tránh né. Vậy nhưng mà tốc độ của tên kia lại quá nhanh, nó liên tục phóng ra công kích khiến nam chính phải chật vật tránh né. Chẳng may bị dị hỏa bao vây thì nguy to. Nghĩ là như vậy, nhưng mọi thứ lại xảy ra không đúng như mong muốn. Tiêu Viêm nhanh chóng bị chặn đường, vô số hỏa diễm từ dưới đất bạo phát ngăn cản toàn bộ mọi phía. Tiêu Viêm đành phải chơi liều bằng cách liều mạng xuyên qua luồng hỏa diễm nóng bỏng đó. Vẫn Lạc Tâm Viêm đuổi theo công kích kịch liệt, Tiêu Viêm đành phải phóng ra dị hỏa của mình để chống cự, tránh thoát được một kiếp nạn. Tuy nhiên, năng lượng của tên kia lại quá mênh mông, mãi không hết, cứ tiếp tục thì hắn sớm muộn cũng sẽ bị dây dưa tới chết. Vẫn Lạc Tâm Viêm tạo ra nhiều quả cầu lửa tấn công, Tiêu Viêm nhanh chóng tránh né. Tổ Thiên nhận xét, nếu màn công kích giống như mưa sao băng kia mà rơi xuống nội viện thì e rằng tất cả công trình kiến trúc đều sẽ bị hủy diệt trong nháy mắt. Dược lão cho biết, hắn cần tập trung tinh thần. Thứ nhìn thấy trong mắt hắn chỉ là hình thể bên ngoài của Vẫn Lạc Tâm Viêm. Còn bản nguyên thực sự nhất định ẩn náu một chỗ nào đó trong thân hình khổng lồ này. Chỉ cần tìm ra và đánh trúng bản nguyên liền có thể trọng thương Vẫn Lạc Tâm Viêm. Tiêu Viêm vừa bay vòng vòng tránh né vừa để ý quan sát. Sau một lúc để ý cũng phát hiện ra bản nguyên Tâm Viêm nằm ở dưới ngực con hỏa long. Hắn lập tức ngừng tụ hỏa diễm thành một cây trường thương rồi chủ động lao lên tấn công. Điều này làm cho đám trưởng lão và Hàn Phong đều khó tin. Hàn Phong thì cho rằng tiểu tử này không biết trời cao đất dày, đi tìm chết mà thôi. Tiêu Viêm giống như một cơn lốc lao tới. Ngay khi vừa đâm thẳng vào đầu của Vẫn Lạc Tâm Viêm thì hắn đã dùng Tam Thiên Lôi Động dịch chuyển trong nháy mắt. Kế tiếp là liên tục công kích lên người hỏa diễm. Sau đó mắt đối mắt cùng nhau, ném ra trường thương đâm xuyên cơ thể hỏa long. Hỏa long đau đớn gào thét điên cuồng. Trong thời gian đang bị rối loạn này sẽ có một khoảng thời gian suy yếu. Đây chính là khoảng thời điểm tốt nhất để cướp đoạt. Lần này hành động khó khăn không hề nhỏ. Nếu thực sự không được thì hãy mượn sức mạnh của dược lão thì triển đến cực hạn. Tuy rằng chuyện đó có thể khiến lão bị bại lộ, vậy nhưng Vẫn Lạc Tâm Viêm thì nhất định phải lấy được. Rất nhanh chóng, con hỏa long cũng biến mất, để lộ ra một chùm hỏa diễm lơ lửng trên không trung. Tiêu Viêm lập tức lao lên, khống chế thanh liên điện tâm hỏa thành một bàn tay khổng lồ để tóm lấy chùm hỏa diễm trước mặt. Hàn Phong thấy vậy liền xông lên, các trưởng lão cũng lập tức lao lên ngăn cản. Hàn Phong buộc phải nhờ đến đám cường giả Hắc Sắc Vực ngăn cản đám trưởng lão này lại. Tuy Tiêu Viêm đến trước, vậy nhưng quá trình thu phục lại không được thuận lợi. Ngay sau đó lại bị Hàn Phong ngăn cản. Ai ai cũng muốn tranh giành và Tiêu Viêm sẽ dùng cách nào để đoạt được dị hỏa. Các bạn hãy đón xem tập tiếp theo nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong các video sau.